áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô chào các em học sinh lớp 3. Chào mừng các em đã quay trở lại với các tiết học giải vở bài tập môn tự nhiên và xã hội lớp 3, bộ sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô Hồng Vân sẽ tiếp tục đồng hành với các em trong việc giải các bài tập môn tự nhiên và xã hội lớp 3, chủ đề Cộng đồng địa phương, ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương. Giờ thì các em hãy ngồi ngay ngắn, mở sách vở bài tập môn tự nhiên và xã hội lớp 3, các trang 36 và 37 để chúng ta bắt đầu vào tiết học ngày hôm nay. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Nếu đã sẵn sàng thì chúng ta cùng đến với bài tập đầu tiên. Bài 1, trang 36, vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh Diều. Hãy viết tên, sản phẩm và ích lợi của một số hoạt động sản xuất nông nghiệp có ở địa phương em vào bảng dưới đây. Dưới đây là bảng của bài tập này. Bảng gồm có 4 cột. Cột thứ nhất là số thứ tự. Cột thứ hai là tên hoạt động sản xuất nông nghiệp. Cột thứ ba là sản phẩm. Và cột thứ tư là ích lợi. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy tiến hành khảo sát một số hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương mình. Sau đó viết tên, sản phẩm và ích lợi của chúng vào chỗ trống tương ứng. Các em đã rõ nhiệm vụ của mình chưa nào? Và sau đây là một vài gợi ý của cô về bài tập này. Ở vị trí số 1, ta có hoạt động sản xuất nông nghiệp là nuôi gà, sản phẩm là thịt, trứng và ích lợi là cung cấp thực phẩm cho con người. Ở vị trí số 2, ta có hoạt động sản xuất nông nghiệp trồng vải, sản phẩm là quả vải và ích lợi là cung cấp quả cho con người và phục vụ xuất khẩu. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bài 2, trang 36, vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh Diều. Hãy viết tên, sản phẩm và ích lợi của một số hoạt động sản xuất công nghiệp có ở địa phương em vào bảng dưới đây. Dưới đây là bảng của bài tập này. Bảng gồm có 4 cột. Cột thứ nhất là cột số thứ tự. Cột thứ hai là tên hoạt động sản xuất công nghiệp. Cột thứ ba là sản phẩm và cột thứ tư là ích lợi. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy tiến hành khảo sát một số hoạt động sản xuất công nghiệp có ở địa phương mình. Sau đó viết tên, sản phẩm và ích lợi của chúng vào trụ chấm tương ứng. Các em đã rõ nhiệm vụ của mình chưa nào? Và sau đây là một vài gợi ý của cô về bài tập này. Ở vị trí số 1, ta có hoạt động khai thác than, sản phẩm là than và ích lợi là cung cấp nhiên liệu tạo ra năng lượng. Ở vị trí số 2, ta có hoạt động sản xuất giày dép, sản phẩm là giày, dép và ích lợi là phục vụ nhu cầu mặc và sinh hoạt của con người. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3. Bài 3, trang 36, vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh Diều. Hãy viết tên, sản phẩm và ích lợi của một số hoạt động sản xuất thủ công có ở địa phương em vào bảng dưới đây. Dưới đây là bảng của bài tập này. Bảng gồm có 4 cột. Cột thứ nhất là cột số thứ tự. Cột thứ hai, tên hoạt động sản xuất thủ công. Cột thứ ba, sản phẩm. Và cột thứ tư, ích lợi. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy tiến hành khảo sát thực tế một số hoạt động sản xuất thủ công có ở địa phương. Sau đó viết tên, sản phẩm và ích lợi của chúng vào chỗ chấm tương ứng. Các em đã rõ nhiệm vụ của mình chưa nào? Và sau đây là một vài gợi ý của cô về bài tập này. Ở vị trí số 1, ta có hoạt động đan nón. Sản phẩm ở đây là nón và ích lợi là phục vụ nhu cầu sinh hoạt của con người như che nắng hoặc là trang trí. Ở vị trí số 2, ta có hoạt động làm gốm. Sản phẩm là bình hoa, ấm nước, chén, bát và ích lợi ở đây là phục vụ nhu cầu sinh hoạt của con người như dùng làm đồ dùng hay đồ trang trí. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4. Bài 4, trang 37, vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh Diều.
hãy giới thiệu về một địa danh, di tích lịch sử văn hóa hoặc cảnh quan thiên nhiên mà em đã đến tham quan theo gợi ý dưới đây. Dưới đây là bốn gợi ý của bài tập này, gồm có: gợi ý thứ nhất, tên địa danh đó là gì? Gợi ý thứ hai, địa danh đó ở đâu? Gợi ý thứ ba, ở đó có những gì? Và gợi ý thứ tư, em ấn tượng nhất điều gì khi đến nơi đó? Nhiệm vụ của chúng ta là hãy nhớ lại một địa danh, có thể là di tích lịch sử văn hóa hoặc cảnh quan thiên nhiên mà chúng ta đã đến thăm, và một số thông tin liên quan về địa danh đó để điền vào những chỗ chấm của từng câu hỏi để hoàn thành bài tập. Các em đã rõ nhiệm vụ của mình chưa nào? Và sau đây là một vài gợi ý của cô về bài tập này. Ở gợi ý số 1, tên địa danh đó là gì? Câu trả lời, địa danh đó là Vịnh Hạ Long. Địa danh đó ở đâu? Câu trả lời, địa danh đó ở tỉnh Quảng Ninh. Ở đó có những gì? Câu trả lời, ở đó có rất nhiều đảo đá với các hình dáng khác nhau như hòn Cà Chọi, hòn Đầu Người, hòn Cánh Buồm và các hang động đẹp như hang Đầu Gỗ, hang Sửng Sốt. Em ấn tượng nhất điều gì khi đến nơi đó? Câu trả lời, em ấn tượng nhất với việc mình được cùng bố mẹ chèo thuyền trên vịnh, xuyên qua những lòng hang, núi đá đồ sộ, thăm các làng chài. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 4. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 5. Bài 5, trang 37, vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh Diều. Em sẽ khuyên các bạn điều gì trong những tình huống dưới đây? Dưới đây là hai bức hình về hai tình huống của bài tập này. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy quan sát thật kỹ từng bức hình, nhận diện tình huống và sau đó đưa ra lời khuyên của em với từng tình huống vào chỗ chấm phía bên cạnh. Các em đã rõ nhiệm vụ của mình chưa nào? Và sau đây là một vài gợi ý của cô về bài tập này. Sau khi quan sát hình, ta thấy ở bức hình đầu tiên, ta thấy hai anh em đang có cuộc trò chuyện với nhau. Trong đó người anh nói, vở còn nhiều giấy trắng, sao em lại bỏ đi? Và người em có trả lời, em muốn viết vào vở mới. Có thể thấy rằng người em tỏ thái độ không muốn sử dụng lại cuốn vở đã dùng, mặc dù quyển vở còn nhiều giấy trắng. Do đó, lời khuyên của em trong hình 1 chính là em sẽ khuyên bạn nhỏ không nên lãng phí các quyển vở còn nhiều giấy trắng. Bạn có thể cắt ra và đóng thành quyển vở mới để sử dụng tiếp hoặc dùng làm vở nháp. Vì nếu không sử dụng và bỏ đi, sẽ rất lãng phí tài nguyên rừng được sử dụng để tạo ra giấy và gây ô nhiễm môi trường. Ở bức hình thứ hai, ta thấy hai bà cháu đang có cuộc trò chuyện. Trong đó, bà nói, hai bà cháu mình đến công viên bằng xe buýt nhé. Và người cháu có trả lời, cháu không đi xe buýt đâu bà ạ. Có thể thấy rằng, người cháu tỏ thái độ không muốn sử dụng phương tiện công cộng để đến công viên. Do đó, lời khuyên của em trong bức hình số 2 đó chính là em sẽ khuyên bạn nhỏ nên sử dụng phương tiện công cộng để bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí và đi xe buýt cũng có thể ngắm cảnh tham quan thành phố. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong 5 bài tập của buổi học ngày hôm nay. Cô chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.